Xin chào cả nhà, bà con, cô bác, quý anh chị gần xa. Hiện tại em đang có mặt tại xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Em sẽ lên cái video này giới thiệu đến cho cả nhà, cô bác mình một cái mảnh đất mặt tiền tỉnh lộ 8B gần ngay trung tâm của ủy ban xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Mặt tiền này là mặt tiền lộ nhựa khoảng 6-7m thôi quý anh chị. Trên đất của mình thì có trụ đèn thắp sáng, mặt tiền nhựa rất là vuông vức, rất là đẹp luôn. Nền thì bên em bao sàn lập nền gần bằng với mặt đường lầu nhựa. Phía sau đất của mình thì có một cái con kênh rất là thoáng mát, thích hợp cho quý anh chị mình có thể cất nhà mình thông thoáng, có đường nước, mình có thể xây nhà vườn hoặc là xây nhà view kênh ha. Ở phía trước đất thì mặt tiền lầu nhựa tỉnh lộ 87B với cái diện tích là ngang 5m ha quý anh chị. Đây là vị trí của lô đất mình là ngay cái trụ điện luôn ha. Đất của mình rất gần với khu du lịch làng Yên. Hướng phía trước này nè, anh chị mình thấy là về trung tâm của ủy ban xã Phú Tân, cách với ủy ban xã chừng 200m trở lại thôi. Mình gần với khu du lịch làng Yên chừng 20m trở lại thôi quý chị. Đây là cái nền của mình ha quý chị. Nền của mình từ trụ điện qua đây là 5m. Hiện tại bên em đang bán cái nền là 630 triệu ha. Có 100m thổ cư quý chị. Anh chị chỉ cần 630 triệu thôi là anh chị mình sở hữu ngay một mảnh đất gần ngay làng Yến, gần ngay khu du lịch và khu chợ ha. Ngang 5m, chiều sâu là 50m, có 100m thổ cư ha quý anh chị. Hiện tại bên em đang bán cái lô này là 630 triệu, bao giấy tờ phí chuyển nhượng cho cô chú anh chị mình. Nền thì cao ráo luôn quý, phía sau mình ha, phía sau mình có một cái con kênh. Con kênh đó giáp với khu du lịch làng Yến luôn quý anh chị. Chỗ mấy cái cây thông ha, là khu du lịch làng Yến rất là lớn. Thì lô này thì có 100m thổ cư. Em bao giấy tờ sang tên cho quý anh chị. Anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh, mình có thể về đường cầu Mỹ Lợi đi Cần Đức Cần Giuộc. Mình xuống thị xã Gò Công, mình đi vô phà Bến Chùa ha. Từ ở vị trí của đất mình cách với phà Bến Chùa về tới Sài Gòn là khoảng tầm 70-80 km. Còn anh chị ở Mỹ Tho thì mình về đây tầm khoảng là 50 km. Ở đây thì cũng có tuyến xe bến xe miền Tây buổi sáng và nguyên một ngày là có thể là di chuyển về bến xe miền Tây là khoảng 3 chuyến quý anh chị. Rất là đẹp luôn ha. Trên đất của mình thì không có dính màu mái hết nha anh chị. Ngang 5m, chiều sâu là 50m, cũng khá là lớn cho quý anh chị mình về đây cất nhà hoặc mình ngoài phía sau. Sau mình có con rạch, mình có thể mình mở một cái nhà sàn ven sông ha. Rất gần với biển luôn. Ở đây thì vị trí rất là gần với biển luôn. Mặt tiền lộ nhựa luôn ha. Đường tỉnh lộ 87B. Phía sau này mình là có con kênh nè quý anh chị. Mình có thể dọn dẹp sạch sẽ ra, mình thấy con kênh rất là mát mẻ. Mình xây nhà thì có cái đường thoát nước ha. Có kênh rạch thoát nước là rất là ngon. Đối diện miếng đất của mình thì có một cái ngôi chợ nhỏ ha. Đường này thì xe tải có thể mình chạy tấp nập ở khu vực này. Vị trí thì rất gần với biển luôn anh chị. Từ ở vị trí đất của mình xuống tới biển tầm khoảng chừng 2 km trở lại thôi. Nền thì bên em bao chỉ là gần bằng với mặt đường nhựa thôi nha quý anh chị. Còn ở đây thì bên em cho người ta dựa đất để người ta san lấp mặt bằng. Còn nền thì em bao là gần bằng với mặt đường nhựa.